điểm trung tâm. Bây giờ nói lại để mấy đứa coi nè. Chia làm đôi đúng không? Dạ. Chia làm đôi, lấy một mảng tóc bên này với một mảng tóc bên này làm cái trung tâm. Cắt một đường tóc ngang. Có một đường tóc ngang rồi đúng không? Thì bây giờ mình mới lấy một miếng này nhập với cái miếng tóc chưa cắt nè, vừa với cái bàn tay của mình. Giờ lấy cho chị cái kẹp kẹp dịch đây. Bây giờ mình nhanh lên. Bây giờ mình đang xử lý cái bên đây đi. Nè. Thấy không? Vậy là cái mảng tóc này nó có cái mảng tóc điểm chuẩn nó nằm ở đây và cái tóc mình chưa cắt đúng không? Mình thấy không? Thấy. Nè. Rồi mình cắt là mình đi từ từ thôi. Mình đi từ từ chứ mình không có cầm cái kéo mình nhấp một lượt. Rồi, vậy là có rồi đúng không? Ở miếng này mình trải lại. Mình trải lại mình cắt tiếp. Vậy là mình có điểm chuẩn luôn rồi phải không? Có cái điểm chuẩn này rồi thì bây giờ cái này mình đã cắt rồi, bỏ nó qua một bên nữa. Giờ kẹp lại cho dễ nhớ nè, bỏ nó qua một bên nha. Mình lấy thêm một mảng tóc nữa. Mình cứ cắt một ít. Rồi, trải đúng góc độ tóc nè. Ngang nè, chị làm cái cây này lấy cho mấy đứa nó nhìn, mấy đứa làm ngang không bị xéo nè. Chải ngang nè, lúc nào cũng ngang nè. Cắt một miếng nè. Thấy điểm chuẩn chưa? Thấy cái điểm chưa cắt không? Cắt. Cắt tới đây thôi, đừng có cố gắng. Đừng có gán mà hồi nó lộn. Nó ví dụ như khó cắt quá thì mình chải lại. Cắt. Rồi. Vậy là cái lớp này mình cũng cắt rồi thì mình bỏ qua một bên luôn. Bắt đầu là mình lấy một miếng của cái miếng mình đã cắt rồi, mình làm cái điểm chuẩn mà gọi là cái điểm chuẩn đó. Thì chải nè, chải đúng góc độ tóc chưa? Đúng chưa? Đúng góc độ rồi đúng không? Rồi nhìn đúng góc độ mảng tóc chưa? Sợi tóc nó đúng rồi, cây lược đúng chưa? Đúng. Rồi, ngàn. Vậy cắt, thấy điểm chuẩn chưa? Thấy. Cắt tới đâu? Cắt qua. Cắt thì cắt từ từ thôi. Đó. Vậy là mình chải ra là mình làm gì có vụ mà leo núi xuống núi vậy nữa. Nó chải xuống. Nó cứ hơi, nó đừng, nói chung là cắt đó, nó mà có hơi hơi thì cũng đừng có chỉnh quá. Nó chỉ là 80-90 thôi chứ cái tóc này nó không phải là tóc thiệt. Chứ đừng có thấy mà nó cứ xuống cái mình chỉnh hoài là hồi là nó hụt á. Cứ mình cắt là mình thấy nó cũng tương đương thôi. Đúng không? Mình đưa ra vậy nè, cho dù là nó cái đường cắt nó hơi xéo nhưng mà cởi bà nó đi. Đừng có cố gắng mà chỉnh một hồi là nó xuống luôn. Nó chỉ 90 thôi hiểu không? Ví dụ mình chải ra mình thấy nó còn hơi xéo thì cởi nó đi. Đừng có cố gắng chỉnh một hồi là nó hụt luôn. Mình cứ cắt cái đường cắt của mình chuẩn từng miếng được rồi. Xịt nước thôi. Tại nay tóc này tóc giả. Đứa nào xịt này vậy? Tóc này là tóc giả chứ không phải tóc thiệt. Nên là cái đường tóc nó không có chuẩn lắm nên là đừng có cố gắng mà chỉnh. Vậy bây giờ bên đó mình xong rồi phải không? Vậy thì mình qua đây thì nó cũng tương tự thôi. Mình lấy đưa tay vô nè. Chải nè, đưa ngón tay mình vô. Xong rồi, bỏ cái này ra. Mình ví dụ mình cứ đưa vô một đống như nè thì mình cứ đưa cầm đi. Xong mình bỏ ra, hiểu không? Bỏ ra. Rồi, đưa ngón tay vô, đặt cái ngón tay trên cây lược nè. Chải xuống. Thấy mí với cái đường cắt với cái mí cái điểm chỉnh chưa? Thấy. Rồi sợi tóc đúng chưa? Đúng. Đường lược đúng chưa? Đúng. Vậy đúng không? Không. Vậy đúng không? Đúng. Đúng thì vuốt thôi. Chải nè. Chải. Đặt cái ngón tay mình ở trên. Thả lỏng hai ngón tay ra, đừng áp sát quá nha. Chải xuống như đây. Cắt một đường cắt ngang theo cái điểm chuẩn đi từ từ tiếp theo. Rồi có được cái điểm chuẩn này thì bỏ cái điểm chuẩn này qua một bên, hiểu không? Hiểu. Lấy một miếng này làm cái điểm chuẩn tiếp theo, nhưng nguyên bản này bự quá thì làm sao cầm được hết. Gì ra thì bây giờ mình cầm đi, mình giục nó qua một bên, hiểu không? Cầm nó giục qua một bên, nào nó gõ nét cái đó, nó sạch sẽ cái đó, nó không có lu bù đó. Rồi bắt đầu chải đúng góc độ sợi tóc, đường lượt thẳng,
tay thả lỏng, nhưng mà tới khúc này là mình dính, mình cầm chắc cái ngón tay vô, có điểm chuẩn cắt. Không hiểu thì hỏi nha. Cắt, cắt từ từ. Ok chưa? Xong. Bỏ nó qua một bên nữa. Hiểu không? Hiểu rồi đúng không? Có cái điểm chuẩn rồi, chải đúng góc độ của sợi tóc. Đường lượt ngang. Ngón tay đặt trên cái sợi, cái lược, chải xuống. Buông ra, kẹp cái lược qua đây, cắt một đường cắt ngang. Vậy thôi. Quá đơn giản. Vậy là có đường tóc ngang thôi. Rồi xong mình chải xuống. Thấy ok không? Đó. Nó vậy là cũng ok rồi. Nó có hơi xéo 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 thì kệ, nó cũng không sao, mà đừng có hụt quá, đừng có lên núi quá. Nó vậy là có rồi, thì bắt đầu mình có cái lớp tiếp theo. Lớp tiếp theo cũng vậy thôi. Xịt nước á, mình chải vừa xịt nó mới vô, xong sợi tóc xịt nước mình cũng học nữa đó, chứ không phải là xịt khơi 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 vô cái mặt người ta đâu nha. Rồi tiếp tục cũng từ chính giữa đi ra thôi, chải sợi tóc nè, mấy đứa chải nè, để ý nè, từ cái trên đỉnh đầu chải thẳng xuống nè, chứ đừng có chải xéo qua đây xong chải xuống đang vậy nè là sai nha. Để xuống đang vậy là tới hồi mà mình cắt lại là nó dư tóc nhiều lắm đó. Chải từ trên đỉnh đầu chải thẳng xuống. Rồi cái lớp này nè, mình chải dục nó qua bên, bữa nay tôi gắn cái ống nước vô nó dễ rồi đó, khỏi có sai nữa. Nè đúng sợi tóc chưa, đúng mảng tóc chưa, tay đặt ở trên cây lược nè, hạ xuống nè, tới cái điểm cắt nè, thấy cái đường cắt cũ chưa, thấy chưa, thấy đường cắt cũ không nè, đường cũ nằm trong nè, cắt, cắt từ từ. Yeah. Rồi sẽ tiếp. Rồi mình lấy nè, à, nhìn kỹ cái cách lấy tóc nè. Cái lớp này là cái lớp dính với cái lớp nói xíu nha, phải không? Lấy nè, lấy gạt ra nè, thọng tay vô nè, thọng ngón tay vô nè, chải nè. Ví dụ cái này nó bự quá, dục nó qua một bên, chải lại. Rồi vậy là mình lấy nó quá đẹp không? Đó, sạch sẽ không? Cắt tua đó. Rồi xong mình cầm y nguyên gì cũng được nè, mình lấy thêm miếng nữa nè, lấy thêm miếng nữa ha. Rồi dục bà này ra, đưa cái ngón tay vô chảy ra. Rồi bà này lu bu quá, dục qua bên, hiểu chưa? Cách lấy tóc nhanh đó. Rồi cặp vô cắt, thấy cái điểm chuẩn của người ta chưa, cắt, cắt từ từ. Rồi xong tiếp theo chải tiếp, cầm y nguyên vậy luôn, chải tiếp. Rồi cặp qua đây, bà này lu bu quá, dục quá qua một bên, dục quá qua một bên, chải lại. Rồi cứ mấy đứa mà cầm mà kiểu mà cầm tùm lum hết trơn á nên nó cứ lộn xộn, thấy không, thấy cầm tới cái mảng tóc nào nữa nó gọn gàng mảng tóc đó đúng không. Rồi ra một đường tóc ngang rồi, thấy chưa. Rồi bên đây, bên đây thì cũng y nguyên vậy thôi, cũng đúng cái mảng tóc, cái lược nè, kẹp như vậy nè, nó sâu vô trong đây á, thì mình làm gì, bút nó ra mắt lại chưa. Cắt, cắt lúc nào cũng đưa cái ngón ra làm cái điểm tựa, chị dạy cho Nam nè, lại dạy cho Nam nè, nó chưa nè, cái kéo mình lúc nào nó cũng có điểm rửa chứ không có cắt không không trên không vậy, trên không vậy là sai đó, phải có cái điểm tựa của cái kéo này cắt nè. Dục nó hoàng bên nè, lấy nè, thấy không, thấy lấy cái mảng tóc nào cầm trên mảng tóc nó sạch sẽ gọn không, đưa nè cắt nè. Mình bắt cái mảng tóc nào là nó sạch sẽ, nó không có tùm lum. Tiếp nè, đưa cái ngón tay lòn vô chải nè, đưa ra sao nè, cắt tiếp theo cái mối của mình nè. Rồi sạch chưa, đó vậy đó. Lại ra cái tóc ngang thôi, còn mà cái tóc này là gọi là tóc dày nên mình phải chia đó,
chứ mấy người mà tóc mà mỏng quá đó cứ 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 vô xịt nước ướt nhẹp là bắt từ trên bắt xuống thôi. Ví dụ như mấy cái tóc mà mỏng quá đó. Ờ đi đi. Nè. Mấy cái sợi tóc mà mỏng quá đó là cứ cứ chơi từ từ đầu tới đuôi mình cắt thôi. Nè. Chơi từ đầu tới đuôi mình cắt thôi. Thấy chưa, đường chuẩn chưa, hết bị ấy rồi đó, cắt chưa.